Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình ha. Mình là Vĩ thì nói chung như đây cũng là cái video đầu tiên của mình trên kênh này, do đó mình cũng chưa biết phải đặt tên kênh là gì, cũng như là mình chưa có lưu chính thức. Thì thôi kệ, mình cứ làm clip trước đi ha, tại vì nhân dịp cũng dịch bệnh nè, mình chưa lên được Sài Gòn, cũng còn đang ở về nhà thì sẵn tiện làm vài clip cho vui. Thì hiện tại mình đang ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì mình vừa mới đi qua một cái chợ gọi là chợ mới ha. Còn đây là bến xe thành phố Vũng Tàu. Thì hình như vừa rồi sau cái đợt dịch mà căng thẳng quá thì những cái xe liên tỉnh từ Sài Gòn cũng không còn hoạt động nữa, do đó cũng ít người ra vô Vũng Tàu. Thì hôm nay là ngày chủ nhật, buổi trưa ngày chủ nhật, buổi chiều ngày chủ nhật chứ. Thì nói chung là đường phố cũng vắng, hầu như xe cộ trên đường đều là xe biển 72. Rồi, đây là con đường Lê Hồng Phong. Thì có thể nói là đây là con đường mà thuộc dạng lớn và nhiều người biết tới nhất ở thành phố Vũng Tàu này. Đường Vũng Tàu thì có đặc điểm là vài đường thì rất là lớn, cũng như là ít xe nên là bạn có thể chạy rất là thoải mái luôn. Rồi, đây là đài lịch sử, hay còn được mệnh danh là vùng binh lớn nhất Đông Nam Á. Và phía bên kia là đền thờ. Thì nói chung là người dân Vũng Tàu này thì mình cũng chưa có ghé những cái điểm này. Còn đây là một số cái khách sạn 5 sao cũng mới xây sau này thôi, như là chúng ta có trung tâm hội nghị Vũng Tàu nè, rồi khách sạn Pullman nè, khách sạn Malibu nè. Thì đi hết cái con đường này, hay đường này gọi như là tên là đường Lê Hồng Phong nối dài. Thì hết đường Lê Hồng Phong nối dài này á, chúng ta sẽ có hai hướng rẽ, đó là bên trái và bên phải. Thì hướng bên trái sẽ đi về phía Paradise. Paradise là một khu du lịch riêng, do đó có thể coi như từ hướng đó là bắt đầu từ cái bãi biển này. Và bãi biển này thì gọi là bãi trước. Thì Vũng Tàu có bốn bãi biển chính là bãi trước, bãi sau, bãi dứa và bãi dâu. Thì như nãy mình có lộn, thì đây là bãi sau chứ không phải bãi trước nha. Bên tay phải của các bạn đây là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Vũng Tàu, tên là Imperial Hotel. Như nó được xây vào khoảng năm 2008, 78, nói chung là tầm 2000 mấy đó. Thì đây là khách sạn Sammy thì cũng khá là lâu đời rồi. Tuổi đời của nó mình nghĩ chắc cũng phải mười mấy hay chục năm gì gì đó, tầm đó. Từ lúc mà mình biết nhận thức, mình đi dạo này nọ thì mình đã thấy khách sạn Sammy đó rồi, cũng khá nổi tiếng. Thì hồi xưa á, buổi tối thì có rất là nhiều chiếc xe xe xích lô á, gắn đèn đuốc này nọ chạy, nhưng mà hình như dạo này nó cũng không còn lại hình xe xích lô nữa. Rồi trong mùa dịch này, do đó là thành phố Vũng Tàu cũng dừng các hoạt động tắm biển rồi, người dân cũng như du khách không được tắm biển nữa. Do đó mình thấy là bãi sau nè, bãi này gọi là bãi Thùy Vân á, gần như là không còn ai ghé tới nữa, chỉ có những người ghé xong ra bờ biển ngồi vậy thôi. Đây là những con đường vào bên trong khu về đêm. Các bạn thấy không, đường xá vắng vẻ, buồn tẻ. Đây là quảng trường. Quảng trường này thì mới có cách đây vài ba năm thôi. Ủa, hình như mấy lá cờ đã mất tiêu hết rồi. Bình thường là ở trên đó có nhiều lá cờ lắm. Mà buổi tối thì bây giờ buổi tối quảng trường đó cũng tắt đèn nhân cháy hết rồi. Tôi thui à, các bạn cũng không thể là chạy xe lên để xe chơi nữa. Mà nếu như mà để xe dưới lòng đường á, thì thứ nhất là mất rồi sao, thứ hai là cảnh sát hốt. Còn với lại tối tắt đèn tối thui vậy á, cũng vô cũng đâu có làm gì đâu, để không gió thôi. Mà thấy Vũng Tàu thì tình hình dịch thì cũng đang rất là yên bình, cho nên là mọi người cũng
ra bờ biển ngồi. Mà nói chung thì cũng không quá đông và khoảng cách giữa các nhóm với nhau cũng khá là an toàn. Thì mình quẹo vào đây là con đường Phan Chu Trinh. Mình đây là ngay sát chân núi nè các bạn. Thì mình cũng muốn vô test thử, mình muốn lên đồi con heo để test thử, vì mình mới gắn chiếc GoPro này lên chiếc nón full face của mình. Thì cái nón full face của mình á, cái cầm của nó thì thiết kế khá là kỳ dị, cho nên là không có bất kỳ một cái mouse nào có sẵn để mà dán lên nó hết á. Đó, mình phải lên mạng mình kiếm. Thì may mắn là có cái bạn là đó ở nước ngoài, bạn có bản vẽ sẵn và mình nhờ một người bạn quen biết in 3D thì mình cái đế. Mà tuy nhiên thì cái bản vẽ nó không được chính xác, mình phải tìm nhiều cách để fit. Thì về chuyện cái mouse đó thì mình sẽ nói cho một cái video khác ha. Mình đã search lại rồi để coi đời con heo nằm ở đâu nè. Đồi con heo hẻm 222. Ok, vậy là tới một xíu, 220 chắc nhỉ. Ghê, mình lựa chọn cái cung đường lên đồi con heo bởi vì đó là một con đường khá là xấu, đất đá nhiều, và mình thử xem cái độ rung lắc của nó, cái mouse mình gắn trên cầm nón này có chịu nổi hay không. Các bạn có để lâu lâu mình đưa tay lên cầm á là mình muốn kiểm tra xem cái keo mình dán á đã bung đã chưa á, thấy không? Được, nó khá là tưng luôn. Đường này đi naked hay là ADV đồ lên nó còn được ha, chứ đi sport là hơi mệt á. Khúc này đường còn đẹp lắm. Đầu đường xấu rồi, toàn đá và đá. Cái này các bạn có thể gọi là coi như là đi off-road luôn rồi đó. Ôi, sao hình như đường nó xấu hơn trước mình lên nó xấu ta. Đá rất là nhiều, rất là tưng và dễ trượt bánh ha. Rồi cuối cùng thì mình cũng lên được đồi con heo. Mình tìm đường xuống rồi. Đây. Ok. Cuối cùng mình cũng lên được đồi con heo rất là nhanh. Vậy mình quen đường rồi, không còn bỡ ngỡ như những lần đầu mới lên đây nữa. Thì lần đầu thực sự mình nhìn cái đường lên nó rất là chán ngợp. Mình sẽ ra sát bờ biển ha. Ồ, bên kia có các bạn đang quay clip kỷ niệm ha. Thấy có bắt nhạc Sài Gòn đau lòng quá kìa. Đứng ở vị trí này thì các bạn có thể ngắm được toàn bộ cái cảnh bãi sau. Dài từ tiếp bên kia. Duy có cái hòn đảo kìa. Mình nghe nói là khi mà thủy chiều xuống á thì cái đường ra đó sẽ lộ lên, và khi chiều lên thì nước biển sẽ lấp nó đi. Nên là nó có một cái lối đi ra đàng hoàng ha, chứ không phải phải đi thuyền ra đâu. Mình không rõ lắm là mình đứng xa xa kìa, là có hành lang kéo lên tới tận trên kia luôn. Thì không biết là đi xe được không hay là phải đi bộ nữa.
Mình thì thường chỉ đi xe tới đây thôi. Giờ này khá là nắng. Các bạn thấy không? Vũng Tàu mà lên mấy chỗ mà vắng vẻ, không rất là yên tĩnh mà nghe tiếng sóng biển dạt dào kìa. Nghe rất là yên bình và rất là thư giãn luôn. Rồi, mình sẽ tạm dừng video một xíu ha, xíu nữa mình sẽ đi xuống thì mình sẽ quay tiếp. Ok. Đi không giá xíu vậy thôi. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi xuống rồi khỏi đồi Con Heo và làm cung đường vòng biển. Đủ đường này đi không vậy? Đường này cầm chiếc ADV đi sướng này. Đường đá khá là nhiều, nên là những bạn nào mà mới chạy xe côn tay, nhất là những cái xe mà cao hoặc nặng á, thì có lẽ là có một chút khó khăn. Mình thì chạy xe quen, cũng như là lên xuống chỗ này cũng nhiều lần rồi. Còn bạn nào sợ quá thì đây có dịch vụ giữ xe nè. À, ngay cái chỗ bắt đầu đá đó thì 5k gửi xe lại và đi bộ lên. Rồi xuống dốc núi thì mình để số 2 cho xe tự trôi thôi, và để cho cái xe nó có lực máy nó ghi lại, mình không cần phải bóp phanh ha, không bóp phanh để, tránh trường hợp là cháy lá phanh hoặc là mất phanh dầu sôi. Mình cứ để số 2 rồi xe nó tự đi xuống tự như vậy thôi. Ok. Đi mấy cái đường trơn trượt này, mỗi lần thắng bánh sau cái cảm giác nó giật giật cái chân ABS rất là rõ ràng. Mình đã xuống lại được cái đường Phan Chu Trinh rồi. Bây giờ mình sẽ mình sẽ vòng ngược ra ở sau ha. Gió nhiều quá. Cái mic rồi mình gắn vô cái GoPro này á, mình đã gắn cái gọi là cái gì ta, đuôi mèo hay cái gì á, để mà nó giảm gió ồn đi. Tuy nhiên thì mình đã mở cái gió để lấy gió mát á, ngay cái cầm nón á, mình cũng không biết là tiếng gió có bị ồn hay không. Thì tối nay về mình sẽ biên tập lại video và coi thử ha. Các bạn thấy không, ở trên á là đồi Con Heo hồi nãy mình vừa mới lên á, có hàng rào đây á, cái sự cố nè. Dốc này gọi là dốc Con Rồng, dốc khá là nổi tiếng ở Vũng Tàu có rất lâu rồi, độ dốc rất là cao. Nếu mà các bạn đạp xe lên á, thì khá là đuối luôn ha. Gặp các bạn trai mà muốn chở crush của mình lên á, không lẽ bắt người ta đi bộ không, crush mà phải thể hiện lên rồi đạp lên rồi xong lên tới đỉnh là muốn chết luôn. Thì không có người yêu Vũng Tàu nên là không sao, đỡ mệt. Rồi, các bạn thấy trên kia là tượng Chúa Giăng Tây, thì ở đây chúng ta sẽ có đường lên. Thì nói chung thì Chúa Giăng Tây cũng không khó lắm đâu, và khi mà lên tới đó thì bạn có thể đi tới chân tượng Chúa rồi, bạn hãy đi vô và đi lên cầu thang và đứng ở
trên nhìn xuống, mình nghe nói hồi xưa là có cho đứng ra hai ống tay áo á, hình như bây giờ người ta đã chặn lại rồi, không cho ra nữa. À, đây khu vực này tôi gọi là hồi nãy là bãi sau đúng không, đây là bãi dứa nè các bạn. Bãi dứa thì ở đây có một cái nhà hàng khách sạn 5 sao, hồi xưa nó tên là Lan Rừng, còn bây giờ đổi rửa tên rồi, phía khách sạn sẽ tên là Mercury Hotel và phía nhà hàng sẽ là Marina Club. Vũng Tàu có hai cái Marina, một cái là Marina Club là cái nhà hàng hồi nãy, một cái là Marina Bay là cái khu resort nằm ở bãi Dâu. Thì xíu nữa mình sẽ qua bãi Dâu, mình sẽ giới thiệu nó. Ở đây là đường từ bãi Dứa ra bãi Trước. Tạm dừng tắm biển kìa. Bữa mình đi dạo á, mình thấy cảnh các anh cảnh giao thông bắt những một số bạn chạy xe bên đường hay là những xe cá viên chiên gì đó. Người bắt thì người bị không, người bị bắt thì người không bị bắt. Mình nghĩ là do họ không đeo khẩu trang hay sao đó. Mình thì mình đội cái full face rồi nhưng mà vẫn rất cẩn thận ha, đeo khẩu trang trước. Dọc phía bên tay phải này có một số quán cà phê quán bar này, như là quán Tây Đen này, quán bar rất là lâu đời rồi. Đây là quán Solo Coffee cũng quán mới nổi gần đây. Kèm theo đó là số quán cà phê khác cũng đã có mặt cách đây cũng phải hơn 10 năm rồi, ví dụ là cấp 1, cấp 2, quán bar Gabuzi. Hồi xưa mình còn học cấp 3 Vũng Tàu á, thì cứ chiều tầm 5 giờ 5 rưỡi trường mình cho học sinh ra về, thì mình lại đạp xe từ ngôi trường của mình đạp hết cái vòng biển này và vòng về nhà. Thì mình sẽ đạp xe tới công viên bãi Trước, mình để xe đó và mình ra ngồi ngắm biển. Nhưng mình thích buổi chiều ra ngắm biển lắm, mặt trời lúc đó nhìn nó đỏ, nó yên bình lắm kìa. Lâu cũng không có cơ hội ra ngắm biển vào buổi hoàng hôn vậy nữa. Thỉnh thoảng buổi tối mình và các bạn hoặc là họ hàng gì đó mà xuống tàu chơi á, mình sẽ buổi tối mình sẽ ra khu vực này, mình sẽ mua cá viên chiên, nước mía ở bên tay phải nè. Đây nè, mình sẽ qua bên đối diện mình ngồi, mình vừa hóng gió biển vừa ăn cá viên chiên. Còn phía bên tay trái mình đây là bến tàu Cánh Ngầm. Ngoài bến tàu Cánh Ngầm ra thì cái khu tòa nhà đó nó sẽ có một số cái quán ăn khác, ví dụ như là nhà hàng Cành Hào, quán ăn Hàn Quốc tên gì mình quên rồi, có gì ta, Giang Nam Street hay gì đó, và Rotteria, quên mất, mình vừa mới đi qua cái chân núi nhỏ rồi. Mình thử mình quay lại nha, mình chạy lên Hải Đăng thử, lâu quá không lên. Cấm xe ô tô từ 5 giờ đến 8 giờ, từ 4 giờ đến 7 giờ tối, ok, đi xe máy. Thì đường lên Hải Đăng rất là nhỏ, một lần chỉ có được một chiếc ô tô lọt qua thôi, nên là ta phải cấm những cái khung giờ cao điểm để tránh trường hợp là kẹt xe cục bộ ở ngay cái cua của chỗ nè. Kẹt xe ô tô rất là nhiều, xe máy thì mình còn chen được chứ ô tô thì thua rồi. Ở lên trên này thì đường hai bên rồi, ô tô lọt thoải mái luôn. Rồi mình cứ ôm theo cái đường này mà lên. Hồi xưa cái thời cấp 3 trẻ khỏe thì mình còn đi bộ từ nhà ra biển rồi lên được đỉnh ngọn Hải Đăng chứ. Bây giờ chắc thua rồi, bây giờ cưỡi xe máy thôi. Nãy các em đạp xe lên thiệt. Ở Vũng Tàu bạn nào mà thích chạy đường bo cua này nọ thì cũng có thể lên núi nhỏ Hải Đăng này thử sức ha, cua rất là nhiều luôn. Wow, mọi người tập trung trên
núi này cũng hơi nhiều à. Trên cái ngọn núi nhỏ là đường lên Hải Đăng này thì có cái quán sữa chua trứng lòng đào khá nổi tiếng tên là quán Cô Tiên. Mình chỉ mới ghé đó một lần thôi, cũng hình như là ở khúc trên này thì phải. Ôi trời, nắng chiếu thẳng vào mắt. Ngọn Hải Đăng à, để hướng kia ngọn Hải Đăng. Ồ, 15 luôn. Hướng này đâu ta? Hướng này có lẽ nào là vòng phía bên kia. Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ đường này thử coi nó sẽ dẫn mình đi đâu. Đường cụt. Wow. Lần đầu tiên mình ra cái đường cụt này. Vì các anh tài hội ngộ xe cộ tùm lum vậy. Dạ thôi, quay trở về ra ngọn Hải Đăng vậy. Vì chạy trâu quá, mình dắt sợ hãi, bỏ chạy thôi. Sai lầm. Một tai nạn vừa mới xảy ra. Hốt cả hên. Đây là trung tâm VTS Cục Hàng Hải Việt Nam. Ôi chà, cái cô hồi nãy gấp thiệt. À đây, quán Gia Ua Cô Tiên. Đây, sữa chua trứng lòng đào. Rồi xong chặn lên Hải Đăng luôn. Covid-19 Hải Đăng Vũng Tàu tạm thời đóng cửa. Ok. Cửa thì đi về thôi. Ở Vũng Tàu thì có hai cái ngọn núi lớn nhất ha, tên là núi lớn và núi nhỏ. Thì ngọn Hải Đăng này nó sẽ nằm trên núi nhỏ, còn núi lớn thì một hồi nữa mình sẽ chỉ cho các bạn coi. Ok, chúng đi xuống nè. Khi các bạn ôm cua thì mấy cái khúc cua nó vẽ bằng nét liền á, thì các bạn nên cố gắng chạy chậm cũng được, chả ai trách móc mình đâu. Nhưng mà các bạn cố gắng đừng có lấn lên những cái đường kẻ liền như vậy, nó rất là nguy hiểm ha. Nhỡ đâu cái hướng ngược lại các bạn không nhìn liền thấy không, mà có cái xe ô tô đi
đối đầu các bạn thì hậu quả sẽ rất là khó lường. Đó, những khúc cua này các bạn có thể trả số, bóp nhẹ thắng để giảm tốc, rồi ôm cua bình thường thôi. Đó, mình ôm cua cũng chỉ ba mấy cây số giờ, đâu có cao làm gì đâu. Đặc biệt những cái cua gắt như vậy. Rồi, sắp xuống hết ngọn hải đăng rồi. Các bạn thấy không, chạy xe rất là gà, nên là những khúc cua này ta đã bóp thắng lại tầm 30 cây số giờ không. Tới giờ mình cũng chưa có luyện skill, kỹ năng bo cua cậy dàn áo nên mình cũng không dám thể hiện đâu. Nên nãy nghe khúc cua của chỗ mém té sợ rồi. Thật ra khúc cua đó thì lỗi là do mình để số cao quá. Mình để số 2, lúc đó mình lại thắng lại, vận tốc xe quá thấp, do đó xe bị đứng chết máy. Chính vì cái chết máy đó mà mình đang bẻ cổ lái, mình ôm cua lên á, nó mới làm xe của mình bị xém đổ. Chứ thật là nếu mà pha đó mình để số 1 mà mình cứ kéo từ từ á, thì tính ra lại là không bị sao. Thì nói chung nó cũng là kinh nghiệm thôi. Đúng là đi ngày đại học một sân khôn, hôm nay mình lại có thêm bài học nữa rồi. Ok, rồi ôm theo tay trái nè, là chúng ta sẽ tới bãi trước, và bên tay phải là nhà văn hóa thanh niên Vũng Tàu, nơi mà cấp 3 mình vẫn hay tập gym. Mình cứ đi xe đạp ra biển ngồi chơi, xong qua tập gym gì đó, xong rồi tối về nhà ăn cơm. Bãi trước thì có một công viên rất là rộng, buổi tối thì lên đèn cũng khá là ok, có khu vui chơi các em nhỏ nữa. Vậy mình khoái đi dạo ở công viên này lắm, rất là sướng luôn. Rồi phía bên tay phải này là cái công viên mới xây sau này, chỉ tầm 3-4 năm nay thôi. Đây là như những bảo tàng gì đó. Ôi, giờ nắng thẳng mặt quá, phải bỏ cái kiến nát xuống. Được cái là khi mà mình quyết định một cái full face thì chắc chắn không phải full face nữa, mà thậm chí 3/4 thì mình cũng phải lựa một cái nón có hai kính để mà chạy ở những trường hợp thế này nè. Thấy không, nắng thẳng vô mắt rất là chói, mình không thể là chạy xe được. Mình thì đeo kính cận rồi, lẽ mỗi lần chạy cái mình phải làm thêm cái kính vừa kính mát vừa kính cận, rồi tháo vô đi sáng đêm cái đội kính hoài, nên là mình phải chọn cái nón hai kính thế này. Bỏ xuống thì mắt cảm thấy rất là dịu mát, mình có thể chạy xe được thoải mái. Bên tay trái của mình hiện tại đang là cáp treo đó, không phải, đây là tuyến cáp treo gần như là duy nhất của Vũng Tàu này, đi thẳng từ Hòn Rù Rì
lên núi lớn đó, núi lớn đó, cả ở trên kia trên đỉnh đó, đó là khu du lịch Hồ Mây, thì nó là khu du lịch. Thì hiện tại người dân Vũng Tàu á, hình như là được giảm giá bao nhiêu phần trăm đó, mà tuy nhiên mình thì hộ khẩu Sài Gòn không được giảm giá, do đó mình cũng chưa ra nói bao giờ. Thì hồi nãy mình có nhắc tới cái hòn Rù Rì á, thì hòn Rù Rì bữa mình có xuống đó chơi á, thì đó là cái khu nhà hàng quán ăn thôi. Nhưng mà mình ngồi uống nước thì mình để ý á, là mình thấy tự nhiên có một cái tàu du lịch chở khách nó cập bến vào rồi lại xuống. Thì mình không biết á là hiện tại tại Vũng Tàu này nó đang chia ra khai thác ở hai cái cảng tàu, là ở bến tàu Cái Ngầm hồi nãy và cái hòn Rù Rì này hay không. Thì cái thông tin này mình sẽ kiểm tra lại. Thì mình tiếp tục ôm theo cái bờ biển này về hướng này, bắt đầu mình vòng lên, đi lên hướng bắc xong vòng qua hướng đông nè, thì mình sẽ tới khu vực Bãi Dâu, ở phía bắc nè, Bãi Dâu. Thì Bãi Dâu này phần lớn á, bên trái sẽ là những cái nhà hàng khá là quen thuộc người dân Vũng Tàu, ví dụ là Gành Hào, Cái Bàn. Gành Hào rất là lớn luôn. Ngoài ra thì còn một số cái resort như là hồi nãy các bạn vừa mới thấy nữa. Số 9 Trần Phú nhà nghỉ. Ở đây chắc là đất của khu resort. Đây là một số quán cà phê. Nhưng mà giờ này thì chắc cũng không bán, chỉ bán takeaway. Mình thấy chỉ takeaway rồi. Một số quán cà phê nè. Thì chạy lên một xíu nữa. Một xíu nữa thôi. Thì mỗi bãi đó, các bạn để ý là mỗi bãi biển đó, nó sẽ có một cái khu để mà ngồi hóng gió biển đúng không? Thì Bãi Dâu này sẽ có một khu như vậy. Đây là khu giáp biển, không bị những cái ngôi nhà quán ăn hay là resort che lại, nó nằm ở trên này. Rồi chưa tới đây đó, phía trước bên tay trái đó mình thấy là có một cái chỗ nhô ra ngoài đó. Hôm bữa mình cũng ra đây ngồi mua cá viên chiên nước mía đồ, nó mình chạy xe vô trong kia kìa. Đồ hôm nay có một em Lamborghini ngồi ăn với lại một em Mazda, một chiếc bán tải có vẻ là dựng trường trại. Sao mình thấy có cái lều trên nóc kìa, có thể là ra khu du lịch nào đó cắm trại. Rồi tiếp tục mình ôm theo cái đường ven biển ở Bãi Dâu này. Đó, mình cứ ôm theo. Hồi xưa cái khu này rất là vắng vẻ luôn. Đi buổi tối thì thường là mình đi tới khúc hòn Rù Rì á, thì mẹ mình sẽ kêu thôi ư về đi, chứ lại trên này vẫn vẻ mà tối tăm lắm, sợ cướp giật và tệ nạn đó. Thì mà sau này thì nhà cửa đồ resort quán ăn đồ nó lên nhiều rồi nên là cũng không sao. Thì nãy mình có nói các bạn là có một cái Marina Bay á, ở Bãi Dâu nè, thì đây là chính cái Marina Bay. Hồi Tết mình cũng có vô đó, vô khu resort này để mà uống nước với gia đình, uống nước ở nhà chứ không có tiền để ở. Mình thấy giá cả nước uống đó rất là hợp lý luôn, chỉ tầm để mình nhớ hình như một lon bia 30.000 nè, một ly sô cô la mình uống là 60.000 đó, giá khá ok rồi đúng không, so với cái resort. Mà tuy nhiên khi mà thanh toán á thì mình lại được giảm 50% giá nữa, tính ra một ly sô cô la chỉ có 30.000, quá là bình dân
à, một lon bia chỉ có 15.000 bằng các bạn mua thức tiền tạp hóa thôi, mà lại được một cái view resort khá là đẹp, chụp hình sống ảo, có hồ bơi vô cực vân vân, rất là sang chảnh. Bạn nào thích sống ảo thì có thể vào cái Marina Bay đó, vừa uống nước vừa tranh thủ chụp những shot hình rất là đẹp. Rồi mình tiếp tục di chuyển lên trên này sẽ là cảng bến đá. Mình không rõ lắm cái cảng nằm ở đâu, chỉ là cái bến đá thì là vừa có đây có rất là nhiều vừa hải sản, bởi vì ghe tàu á nó sẽ sáng sớm nó sẽ tập trung ở trên ở khu vực này để nó xuống hải sản á, thì nếu mà mọi người chịu khó dậy sớm được mà ra đây mà còn hàng thì có thể mua. Mình thì chưa mua ở đây bao giờ, đơn giản là mình không dậy sớm nổi. Và đi dọc về cái hướng này á, thì mình nói là nhà cửa đồ xây khá là nhiều rồi, gần như là không có thấy biển nữa. Lâu lâu các bạn nhìn xuyên qua những con hẻm nhỏ thì mới thấy được một chút biển thôi. Đó, thì thường là khúc này không gọi là dạo biển nữa rồi. Thì sẵn tiện dù sao cũng đi một vòng Sài Gòn, một vòng Vũng Tàu thì sẵn tiện mình sẽ đi hết luôn, dốc vòng tròn luôn cho các bạn được biết. Nhà cửa đông lên là thấy mọi người tấp nập ra đường liền. Gia đình mình thì cũng đang rất là sợ Covid nên là chưa dám ra đường ngại, tại vì nhà có cháu nhỏ, người lớn thì còn không nói gì, nhưng mà nít nó chưa được 1 tuổi nữa mà rủi đâu có bệnh hệ gì mà cách ly này nọ thì khá là tội nghiệp cho nó, nên thôi tốt nhất là nhà mình sẽ giữ gìn sức khỏe hết ở nhà. Mình ra đường thì mình chỉ xách xe đi một vòng vậy thôi, chạy một mình xe không nói chuyện với ai, lâu mua đồ gì mới ra thôi, nhưng mà luôn luôn khẩu trang phải đeo cho dù là đội full face. Ok, chắc là hết khu vực bến đá rồi. Thì dưới đây coi khu này không biết có gọi là khu Bến Đình chưa. Vũng Tàu thì có hai cái bến là Bến Đá và Bến Đình. Thì Bến Đình là nó sẽ nằm ở khu vực ngã tư giếng nước. Mình không biết là tại sao tên ngã tư giếng nước nữa, nhưng mà từ lúc mà mình biết được thì mình cũng chả thấy cái giếng nào ở ngã tư đó cả. Bây giờ mình chưa coi thử cái đường mà biển nó dài bao nhiêu km luôn á. Chắc là tối giờ mình sẽ xem lại video để xem cái điểm bắt đầu mình chạy và điểm kết hết ở biển thì nó sẽ dài bao nhiêu cây số ha. Mình thấy cũng khá là dài đó. Rồi khu này chắc là khu Bến Đình rồi. Thì lên một xíu nữa sẽ là ngã tư giếng nước. Thì ở Vũng Tàu mình nó sẽ có 3 đường để đi lên khúc Bà Rịa để mà đi về hướng Hồ Chí Minh là 51A, 51B, 51C. Thì hiện tại ngã tư giếng nước sẽ là cái ngã tư giao giữa các đường như là Phạm Hồng Thái nè, đường này là đường Nguyễn An Ninh, và phía bên tay trái sẽ là đường 30 tháng 4, và 30 tháng 4 đó chính là đường 51A. Thì hồi xưa tất cả xe khách đều đi đường đó, mình sau này có thêm đường 51B á, thì sẽ chia tuyến ra, ví dụ như là trước bao nhiêu giờ và sau bao nhiêu giờ đó mới được đi 30 tháng 4, còn lại tất cả phải đi đường 51B là như là đường 2 tháng 9. Hồi quá, vượt qua xe rác nữa. Đây
là ngã tư giếng nước. Rồi, các bạn muốn từ bên tay trái đó các bạn. Một hồi nữa mình sẽ đi ngang đường 51B ha. Kệ 51C sẽ nằm ở đâu? Đó chính là cái khúc mà Bà Liệt Sĩ á. Mình không biết là gọt vô góc quay này hay không, nhưng mà nếu các bạn thấy á thì nó sẽ là ngay cái siêu thị Lotte Mart. Nó sẽ nằm ở cái nhánh mà từ Đại Sĩ mình quẹo ra biển á, thì nó sẽ nằm ở phía bên trái cái nhánh đó. Các bạn sẽ một cái Lotte Mart, thì cái quốc lộ 51C nó sẽ nằm bên trái cái Lotte Mart đó. Đây là đường Nguyễn Thái Học. Thì cái siêu thị Co-op Mart này là cái siêu thị đầu tiên của Vũng Tàu này luôn, khá là lâu đời. Ngoài ra thì còn có một cái khu nổi tiếng dành cho công nhân viên của Sobitro, chứ là khu 5 tầng. Thì ở Vũng Tàu này á, cái ngành mang lại thu nhập nhiều cho người dân đó chính là về ngành dầu khí. Thì Vietsobitro là công ty liên doanh giữa Việt Nam và Nga, thì do đó các kỹ sư, công nhân cũng như là nhân viên của Nga qua rất là nhiều, thì họ sẽ được cái suất mua nhà ở khu 5 tầng đó. Khu 5 tầng sẽ được chia làm hai khu, khu Việt Nam và khu Nga. Bà Rịa Vũng Tàu này thì có một cái trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu, thì nó cũng nằm ở trong cái đường quẹo phải này đó, thì nó cũng gần khu 5 tầng đó luôn. Thì mình nhớ hình như là mỗi tỉnh đều có một trường đại học thì phải. Các bạn có thể thấy cái vòng xoay phía trước, thì người dân ở đây người ta sẽ gọi là vùng bên dầu khí. Hình như biểu tượng này của dầu khí hay là dầu khí xây gì đó thì mình không rõ lắm. Và cái đường bên trái mà thấy cái đường Hồ Chí Minh đó, đó sẽ là 50 quốc lộ 51B. Còn đường đi thẳng bãi sau thì chúng ta sẽ ra khu vực là gọi là Paradise. Còn ở đây quẹo phải thì đây là đường Thống Nhất mới, hình như bây giờ nó đổi tên rồi thì phải, hình như bây giờ nó lấy tên là Hán Chính luôn rồi, Thống Nhất mới nữa. Số nhà thì vẫn để là Thống Nhất mới. Thì hồi trước Vũng Tàu này có một cái đường Thống Nhất nhỏ nhỏ, khu gần trường cấp ba của mình á. Sau này thêm cái đường mới nên mới gọi là Thống Nhất mới, mặc dù hai con đường chả liên quan tới nhau, cũng chả ở gần nhau luôn. Hồi xưa mình ở học ở trường cấp 3, cơ sở cũ làm cái cơ sở thuê, mình học trường chuyên Lê Quý Đôn á, thì trường Lê Quý Đôn nó thuê lại cái trường cũ Long ở trường Châu Thành. Và sau này tỉnh đã xây một cái ngôi trường mới ở đường quốc lộ 51C, thì trao trả lại cái trường cũ của mình cho cái trường Châu Thành rồi. Và cái tuổi thơ đi học của mình thì cái chuyện đổi cơ sở thì nó khá là đáng cay chỗ là cái trường cấp 2 ấy, mình học trường tên là Huỳnh Phương Ninh, nó gần nhà mình lắm, mình đi học đi xe đạp đi bộ không à, hầu như là đi bộ đó. Thì mình vừa mới ra trường cái là cái năm mình mà lên cấp 3 á, trường là đổi qua một cái cơ sở mới ở ngay đối diện mình, đối diện nhà, khá là gần, nhưng mà các bạn chỉ có đi cách gần nhất là bơi qua cái hồ thôi, còn không phải đi xe nguyên một cái đường vòng. Thì cũng may là mình ra trường rồi mới chuyển, chứ không đạp xe đạp hơi mệt rồi. Lên tới cấp 3 thì khi mà tỉnh mình xây cái ngôi trường chuyên mới á ở 51C á, thì nó khá xa, cách xa nhà mình lắm, hơn 10 cây số.
nên là mình em thể gọi là đạp xe được nữa thì phải đi xe buýt. Thì mỗi sáng mình phải ba mình chở mình đi từ nhà ra tới trạm xe buýt cách nhà cũng gần cây số á, rồi mình sẽ lên xe buýt và đi. Thì tỉnh mình hồi đó thấy là do cái trường ở xa trung tâm thành phố quá, do đó cũng hỗ trợ học sinh như là miễn phí tiền xe buýt nè, và trường mình có học lại buổi chiều á, cho nên là phải ở lại ký túc xá thì miễn phí luôn, chỉ phải ký túc xá nè, rồi miễn phí cả cái phần ăn trưa nữa, nên là khá là tốt. Mình khá là vui khi mà học sinh trường chuyên được ưu đãi như vậy. Mà chắc là bây giờ ưu đãi nó không còn nữa, tại vì ngôi trường cũng nằm ở địa điểm xa trung tâm đó cũng từ lâu rồi. Ok, rồi mình vừa qua khu vực chợ lớn, ở chợ mới. Thôi mình cũng sắp về nhà rồi. Rồi tạm biệt các bạn ở đây nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video clip này. Clip này mình do mình chạy hết Vũng Tàu nên là khá là dài á, chắc cũng phải 40 phút. Do đó mình về mình sẽ xem và mình sẽ chọn lọc chặt lại cho đủ. Rồi tạm biệt ha.